biết chị thích màu hồng cho nên chương trình đã tặng một giỏ quà màu hồng. Wow. Đây là một đĩa CD của Gin Tú Kiệt. Yeah. Trời ơi. Chị có thể nghe. Đây là một cái đĩa CD mới, một cái single mới. Yeah. Và từ khi gặp Muka thì mới có bài hát này. Bài hát được mang tên Không Thể Yêu Ai Được Nữa. Wow. Chương trình thật là tâm lý quá. Nhưng mà chương trình ơi, nhà em không có cái máy phát đĩa này, tặng luôn cái máy phát được không? Quan trọng là coi có cái đĩa ở trong hay không. Nhiều khi là cái hộp không mà. Mà cái đĩa này bây giờ cũng đâu có máy đâu mà hát. Có mà cái đĩa nha. Có đĩa, có đĩa nhưng mà không đĩa, không phải đĩa của Gin, đĩa để chơi thôi. Còn về nhà mở lên mạng nghe Gin. Đúng rồi. Thấy chưa, nó quà chương trình không có xài được. Dũng cũng chạy Dũng. Dũng đi. Dũng đi. Ừ. Dám Dũng không? Không. Máy đã chọn khoảnh khắc này giùm em. Dũng đi. Không, nhưng mà dù gì cũng là quà cho nên là em rất vui vì món quà này, em có hơn chương trình kỳ tài đất đấu. Ôi vô lòng, trời ơi, vô kiếm tôi kịp vào lòng kìa. Chị em chịu. Chất vô xong rồi. Cái gì tôi chưa cảm ơn xong chưa, à. Chưa, cảm ơn chương trình cho bé nói chuyện là quà này. Dạ. Em thấy món quà này như thế nào? Dạ, mặc dù là không xài được nhưng mà em vẫn cảm kích chương trình kỳ tài thách đấu. Wow wow wow. Em đã từng nghe kiếm tôi kịp hát chưa? Dạ nghe rồi. Em thấy giọng hát kiếm tôi kịp như thế nào? Dạ, ấm áp. Hát mà kêu ấm áp làm như xà vô người ta hay sao mà ấm áp. Giọng hát làm như cái lò sưởi. Em chúc rồi đó. Rồi chúc lại được 2, 3. Dạ em chúc Gin Tuấn Kiệt hát hay thành công. Hát hay có thành người công nữa. Có người yêu nữa. Có người yêu chứ. Có người yêu trẻ tuổi. Sớm có người yêu trẻ tuổi. Xinh đẹp nữa. Có lấy vợ. Hát hay luôn. Xinh đẹp hát hay. Rồi. Rồi xui. Dạ được chứ. Ca sĩ đâu vậy? Vô đây. Cái món quà vừa rồi là một trong những món quà mà chúng tôi tặng cho Muka, nó giống như là vô nghĩa. Vì ở nhà cô ấy có hàng trăm bài hát đã nằm trong cái máy vi tính rồi. Không, không. Và hiện tại là hàng triệu lời hát đã nằm trong trái tim rồi. Wow. Ở nhà em không có máy phát đĩa thôi. Vẫn chưa hiểu vấn đề hả? Chưa. Em đâu cần nghe đĩa, em chỉ cần đẻ cái này lên đầu giường. Bấm cái iPhone là bắt đầu không thể yêu ai được nữa. Trời ơi. Gài quá, chương trình gài quá. Gài gì, em yêu ai kệ em chứ gài gì. Không thích tình dục. Thôi. Trời. Kỳ kỳ, ta tặng quà bị dục kỳ. Trời. Đoán chữ cái nghề nghiệp của bạn trai của anh gì? Muka. Mời đoán luôn. Đoán luôn. Ô chữ của chúng ta gồm 4 chữ cái. Anh Giang, coi tụi nó kìa. Chữ cái. Ôi nàng nó lôi tao vô là tụi nó. Anh Giang có mấy người này kìa. Em đoán chữ cái. Xin mời quay số. Chữ quay rồi. Chơi qua đây rồi. Coi mấy người này kì kìa.
gì? Em nói chữ T. Quang chữ T không có chữ T. Có một chữ T không có chữ T. Có một chữ T. Có chữ T. Có một tên mà bốn chữ cái. Chữ T có một chữ T. Một chữ T. Em nói chữ gà. Không, chữ T có hai chữ T. Ai làm MC vậy? Không biết luôn. Không, bây giờ đã có được 800 điểm, mời quay số. Quay tép kìa. Em đó chữ Y ngắn. Chữ Y ngắn. Thằng cũ thằng mới, thằng cũ thằng mới đều có. Thôi lên. Chữ Y ngắn, có một chữ Y ngắn, xin chúc mừng. Đoán luôn đi, đoán luôn. Mời đoán luôn. Yeah. Hai đoán luôn. Mời đoán luôn. Ok. Em đoán là em đoán là tự nhiên giờ đang quay kỳ tài thách đấu chưa chứ nó gì diệu đoán luôn. À, tên gì quên rồi. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Đây là câu đối chữ. Cây gì tặng cho người yêu là thích liền? Cây gì tặng cho người yêu là thích liền? Cây... cây si. Si là không phải đâu, không chính xác. Cây si là người yêu là phải thích chứ. À? Thích cây, liền mà cây... si là si tình thôi. Cây vàng. Cây tiền. Cái gì gội đầu ạ? Cây vàng. Bồ kết, bồ kết hả? Bồ kết hả? Không, cây vàng. Cây bồ kết. Thôi, câu này không thuyết phục. Người yêu đúng không? Câu này không thuyết phục rồi. Kìa khán giả gật đầu quá trời, kìa cây si cũng đúng rồi. Đối chữ mà nó phải liên quan tới chữ. Nhưng mà bồ kết không thuyết phục. Bồ kết nhau đó. Trời ơi, bồ mà ai không kết nhau mà. Bồ mà ai không kết nhau mà. Còn bồ kết nữa. Đáp bồ là phải kết nhau rồi, mấy bồ. Đúng rồi, câu kết gì không? Không thôi. Nè cái chớp kìa lộn. À, hay bị liệu phải không? Các anh chị em nghệ sĩ thân mến. Dạ. Con số nó như thế nào thì chúng ta cũng phải ra về thôi. Dạ. Có 9 thôi. 9 thì bạn chính xác. Tại đây nào. Chưa được nữa. Tại bình thường gia đình ít ăn trái cây quá. Dạ. Hay ăn mấy trái nhiều hạt thôi. Vậy hả? Dạ. Cho nhiều hạt thì còn may ra chứ cho một hạt khó quá. Nhiều hạt là đố chi, nhiều hạt là trái nào chả thì đa đó, số là trái nhiều hạt. Thì chương trình cốt yếu đố để cho người ta lấy tiền chứ sao mà đố để cho người ta không lấy tiền vậy trời. Mà chị có muốn lấy không? Muốn chứ. Muốn lấy gì? Em hỏi chị muốn lấy gì? Lấy em hả? Lấy em hả? Không. Ý hỏi là muốn lấy phần thưởng của chương trình hay không? Muốn. 500 người nam và nữ, ai trong các nghệ sĩ chọn ai đây là người hào phóng rộng rãi nhất? Hào phóng rộng rãi. Nói với Khánh thì làm việc với Khánh từ đó giờ Khánh đã cho đoàn mình ăn gì chưa? Kể cả ôi, MC, kể cả MC. À là có gian luôn hả? Đó luôn. Buka có cho mình gì không? À Buka có cho mẹ em 2 chai nước mắm là cũng có cho. Việc thì không có nha. Như như thì cho gì? Mới cho ăn chè xong. Cho gì? Chè chè chè. Ăn sashimi nữa. Khánh Vân thì cái gì à? Dạ, dạ, đúng cảm. Dạ, đúng dạ, rồi, ăn là hơi đau bụng nhẹ. Đau bụng đúng không? Ê, Khánh Vân mua hoài nha. Mua hoài nhiều quá, mua rất nè. Nhiều. Mua bánh đúc, bánh bột lòng. Bánh bột đúng rồi. Ngày nào nhiều. Vô cũng hỏi là chị Như ăn này không, ăn kia không. Khánh Vân là một người rất là ủng độ. Có, Mạng Khoa thì có. Cái người mà đang hỏi là người không bao giờ mua gì đó. Ồ. Chưa mua. Ê, anh Giang ơi. Ê. Hôm bữa anh uống đau má mà ta. Ôi, không? Xô khác, chương trình này, chương trình này. Xô này có ăn uống gì không? Lầm, xô khác, xô này mày chưa mua gì hết. À, chưa mua cái gì? Bây giờ đang ăn kiêng. Nếu mà bây giờ em ăn lại phải hòa đồng với mọi người, em đang kiêng làm sao có thể mua cho không mọi người được chứ? Không có, em mua, em nhịn cũng được mọi đúng, người ăn. Đúng dạ, rồi. Thôi, thôi, mẹ không cho. Ủa, alo à. Mẹ Phượng, có Phượng gật đầu, có Phượng gật đầu. Mẹ nói là có ăn, phải ăn với đồng nghiệp chứ đừng có ăn mình vậy. Vậy thật sự. Còn BB giờ sáng nó cho anh đậu phộng. Vài hộp đậu phộng. Không, BB hay đem bánh cho bánh, cả bánh. Bánh bò bánh, 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 b
Đó. Anh Giang cho mình ăn cái gì ta? Anh Giang cho rất nhiều lắm. Cơm nhà tùm lum hết. Đúng rồi, bây giờ em khẳng định là anh Giang có cái gì cũng cho đàn em ăn hết. Mỗi khi mà giải lao anh Giang đều cho tụi em ăn. Anh Giang mở rất là nhiều nhà hàng, bây giờ có cái mở và có những cái đóng. Và khi mà những cái đó anh đều mời tụi mình xuống ăn. Đúng nhớ rồi. Đi Bà Rịa rồi nọ. Đều mời xuống đi cho đàn em ăn uống thoải mái no say. Bây giờ là đang sự khảo sát là ở ngoài kia, chứ không phải là trong đây. Cho nên là ở ngoài kia người ta nhìn vô trong đây người ta thấy cái gì cái đã. Nhưng mà Buka ơi, mình về chỗ mình đi. Mình về chỗ mình đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì anh Lâm á, anh cứ đi qua đi lại á. Tại sao mình không quay qua bên đây, ngược lại. Thôi, chị hết thương em rồi, chị thương người khác thôi. Thuận gì? Thuận chỗ. Thuận cái gì em không hiểu. Ý là thuận cái cổ á. Em nghĩ là nó có một cái 500 vô hình nào ở đây. Đúng rồi. Cổ nó đứng đây mà sao mà nhìn. Phải đứng bên đây mới nhìn được. Wow. Đó thấy không? Giận hít vô luôn ha. Là có nghĩa là người ta nhìn vô ta thấy gì là mình có đăng những cái clip ở trên mạng là anh Giang làm bánh mì cho mình ăn. Đúng, đúng. Anh Giang làm này làm kia, múa này múa kia nè, thì người ta nhìn vô khảo sát đó thì chắc chắn người ta sẽ chọn anh Giang. Dạ, đúng em rồi. Cũng nghĩ là anh với Giang. Với lại là anh Giang là anh lớn phải hào phóng chứ. Em nghĩ là anh Giang á. Ai nghĩ anh Giang à? Anh Giang. Đáp án cuối cùng là anh lớn mà anh giàu nữa. Hôm qua anh Giang còn có ngỏ lời với đám mình là họ khi nào mà đi Hàn Quốc á thì anh sẽ đài thọ hết cho cả chung cư mình đi mà. Đúng. Thì em chọn là anh Trường Giang là người phóng khoáng nhất. Tin đi không ạ? Dạ em chọn tin ạ. Vì sao ạ? Tại vì trước khi mà nghe câu hỏi thì em cũng có xem nhiều clip trên mạng thì thấy anh Trường Giang là người hay baru mọi người. Mà chú có mời con ăn gì đâu mà con tin. Dạ tại vì con xem nhiều video trên Facebook với lại YouTube thôi thì con thấy anh Trường Giang cũng là một người khá là hào sảng. Không phải khá đâu, rất. Dạ rất là hào sảng và con thấy các anh chị trên chung cư cũng bầu anh Giang rất là nhiệt huyết nên là con xin tin ạ. Tin. Dạ. Tin là gì Vũ Lâm? Quan trọng có trùng khớp với 500 người được khảo sát hay không? Dạ. Yeah. Đây là sự lựa chọn. Trường Giang. Chính xác. Yeah.